Xin chào tất cả các bác và các anh em. Buổi tối hôm nay thì em giả soát những chiếc vang số siêu thứ 3 của các bác anh em gửi đến căn chỉnh. Thì trong đó có một chiếc siêu thứ 3 của một chú em ở Sóc Trăng làm về âm thanh dịch vụ, và một chiếc siêu thứ 3 của chú em ở Thái Bình gửi đến căn chỉnh chiều hôm nay. Thì có lẽ rằng là rất nhiều các bác anh em khi mà gửi vang số đến căn chỉnh ấy đều nghe em chia sẻ cũng như là xem em làm như thế nào. Bởi vì em như một người bác sĩ, khi mà nhận vang số của anh em căn chỉnh thì em sẽ test thử, giả soát những cái cũ và cái mới, xem xét những cái vấn đề căn chỉnh trước đấy. Cũng như một người bác sĩ kiểm tra về sức khỏe, kiểm tra về cái phần nhạc, phần mic, phần effect, phần sub xem như thế nào. Thì đấy là cái nguyên tắc làm việc của em từ xưa nay. Khi nhận vang số của anh em căn chỉnh ấy, thì bao giờ em cũng giả soát. Và thường thường thì buổi tối thì em giả soát, còn buổi sáng thì em sẽ tập trung vào làm. Khi giả soát thì cũng xem lại thiết bị của anh em, có thể là trong quá trình căn chỉnh thì trao đổi với các anh em. Thì chiếc vang siêu T3 của chú em ở Sóc Trăng là chiếc phía trên kia, làm thì chất dịch vụ, nhưng các bác sẽ thấy được như thế này, cho nên rằng là cái việc mà các anh em trước đây mua ấy, chưa biết em có thể là bán đắt hơn 1-200, nhưng mà cái đắt hơn 1-200 ấy nó có giá của nó thôi, bởi vì cái đắt hơn 1-200 ấy nó sẽ nằm ở nhiều phần trên một chiếc vang số, thì đây là chiếc vang số của chú em ở Sóc Trăng làm dịch vụ, và chiếc vang số này là chạy phần mềm 1.9.1. Đôi khi các bác anh em quan niệm về cái 1.9.1 và 1.4.4, thì em là cái người mà được làm vang số CISO rất là nhiều, 1.4 cũng rất nhiều và 1.9 rất nhiều. Thì đối với anh em làm dịch vụ ấy thì cái 1.9 này thì có thể là tách được cái đầu ra về kia cho dịch vật. Nhưng cái việc mà căn chỉnh một chiếc vang số ấy mà cái phần tỷ lệ effect đầu ra này là không hợp lý này. Đây là chắc là đặt theo chế độ mặc định sản xuất là vấn đề là cho 100 dịch vào 100. Còn bây giờ không làm thì có lẽ rằng là 1.9 hay 1.4 thì nó cũng chẳng tác dụng gì đâu. Càng khó khăn, càng phức tạp ấy thì càng khó. Khi chúng ta làm cái đầu ra này, nó đòi hỏi cái sự pha trộn giữa cái tỷ lệ cho dịch vật, thậm chí là cái DJ này, là cái phần mic này. Và em làm trên CISO ấy, tăng hay giảm nó chỉ có 1-2% thôi. Và phải phối hợp thật khéo về cái tỷ lệ cho dịch vật. Chứ không phải là như vậy là để e cho 100 gì vào 100 mà hay được đâu. Cho nên là các bác anh em đừng nghĩ nhiều về cái chip, đừng nghĩ nhiều về cái RAM, cái chip, cái tụ cái nguồn. Mà khi chúng ta làm bằng tay hay trên phần mềm ấy, nó nhiều phần, nhiều mục lắm. Để có một chiếc vang số hay ấy thì nó đòi hỏi kỹ năng, đòi hỏi sự thẩm âm, đòi hỏi sự kinh nghiệm, cộng với lại cái linh kiện, cộng với phần cứng tốt. Chứ còn các bác đừng nghĩ rằng là con chip này sẽ hơn con chip kia, thế rồi là cái 1.9 nó sẽ hơn 1.4. Cái 1.9 này á là cho phép chúng ta thay đổi được nhiều thứ. Giả dụ như các bác anh em mà làm dịch vụ ấy, có thể là làm FX rời và chúng ta sẽ tách được cái cho dịch vật. Thế còn bình thường ấy thì chúng ta phải là đặt một cái tỷ lệ cho dịch vật như thế nào cho hợp lý. Rồi chế độ limit compressor, chế độ pha tuner là trên cái phần mềm 1.9.1 ấy là nó có cái pha tuner này này. Thế thì khi chúng ta làm ấy, từ cái effect đổ vào cho đến effect đổ ra. Effect đổ vào thì trong đó có echo reverb này, có căn chỉnh equalizer của cái phần echo này, equalizer của phần reverb này, equalizer của phần mic này. Và đầu ra thì chúng ta phải làm về cái tỷ lệ cho reverb đầu ra, limit compressor và chế độ nâng cao. Ngoài ra nó còn cái tổng này này, thì cái tổng này nó còn đòi hỏi cái sự pha trộn giữa cho dịch vật này. Không phải là cái việc mà như vậy là chúng ta như vậy thích e cho tăng e cho mà thích dịch vật tăng dịch vật đâu. Các bác đừng nghe anh em bán hàng, bởi vì là như em là cái người mà được va chạm rất nhiều các loại vang số, và đặc biệt là CISO, thì không phải là như vậy là cái việc mà thích e cho tăng e cho mà thích dịch vật tăng dịch vật đâu. Đây các bác sẽ nghe câu số 1 này.
quanh số 1. Đây là chiếc vang số của chúng em ở Sóc Trăng làm dịch vụ nhé. Và cũng thử luôn ở trên cái bộ mic, thử luôn cái bộ mic của cái bác Hà Nội gửi đến căn chỉnh này, cái mic đều đều này thôi. Cái mic Shure UGX23 rồi nhé. 1 2 3 4 5 6. Để tăng mic lên tí này. Mic để có 10. Để lên 30 xem nào. Để lên 30 nhá. Và thử luôn ở trên cái bộ mic của cái bác Hà Nội này và trên chiếc vang số của chú em ở Sóc Trăng nhé. 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 7 7 2 3 5 6 1 2 6 9. Và em cũng đang thử ở trên BMB nhá. Bởi vì chú em Thái Bình này có dùng loa Bika, cho nên rằng tí nữa em sẽ test cái vang của chú em ở Thái Bình này cho nó có sự đồng nhất. Đây chế độ số 2 này, các bác sẽ nghe chế độ số 2 này. 1 2 3 4 5 6 7 7 2 3 5 6 9 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6. Như này làm sao mà nghe được, làm sao phục vụ được bà con. Đây chế độ số 3 này. 1 2 3 4 5 6 7 7 2 3 5 6 9 1 2 6 1 2 6. Với một chất âm như thế này làm sao mà dùng được. Đây chế độ số 4 này, các bác sẽ nghe được cái chất âm ở chế độ số 4 em làm nhé. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và đang thử ở trên BB nhé. 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6. Và thử trên cái bộ mic rẻ tiền này thôi. Bộ mic rẻ tiền thì không phải mic cao cấp đâu. Và đây chế độ số 1 các bác sẽ nghe lại nhé. 1 1 1 2 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 7 7 2 3 5 6 9 1 1 2 6 9 1 1 2 6 9. Như thế này làm sao dùng được. Và giờ sẽ chuyển sang chiếc vang số của chú em ở Thái Bình nhé. Thì chiếc vang số của chú em ở Sóc Trăng này này, thì trong quá trình vận chuyển đấy là chú này thì bọc nó không cẩn thận cho nên rằng là nó hơi bị cong tai nhá, nhưng không ảnh hưởng gì đâu. Ở đây là chiếc vang số siêu T3 của chị em Sóc Trăng này. Thế còn bây giờ sẽ chuyển sang chiếc của chú em Thái Bình nhá. Ở đây là chú em Thái Bình này. Thái Bình thiếu gì anh em làm âm thanh đâu, nhưng mà em rất hay nhận được vang số của anh em Thái Bình. Thái Bình rất nhiều anh em làm âm thanh. Vừa rồi các bác sẽ thấy sẽ nghe được cái chất âm ở trên chiếc vang số của chú em Sóc Trăng. Và bây giờ sẽ chuyển sang chiếc của Thái Bình này. Và mic cũng chuyển sang Thái Bình này. Và chiếc vang số của Thái Bình này ấy, là mua của một đơn vị là cũng khá là có tên tuổi về vang số ở Hà Nội nhá. Đây là chiếc vang số của chú em Thái Bình, khá tên tuổi cho nên vang số nó khó lắm. Đơn vị này còn đi đến tận nhà cài đặt vang số, lắp âm thanh phòng hát và cài đặt tại nhà đây. Đây là chiếc vang số của chú em Thái Bình này, cũng mở cái phần mềm 1.9.1 lên nhá. Đây là chiếc vang số chị em Thái Bình. Cũng thử luôn cái bộ mic của cái bác Hà Nội luôn, cái mic rẻ tiền này này. Thì bây giờ chế độ số 1 này, các bác thấy đây này, lòng ngoằng này này. Đây này. Đây. Đây là chất âm của chiếc vang của chú em Thái Bình này. Và chú này đang dùng cho loa Bika thì em thử luôn trên loa BB này. Đây, đang kết nối này. Rồi bây giờ sẽ thử này. 1 1 2 2 3 4 5 6 7 7 2 3 5 6 9 1 2 6 1 2 6 1 2 6. Và các chế độ này thì em test nó cũng như nhau mà. Đây chế độ số 2 này, nó cũng giống nhau hết mà. Thường thường á, anh em đi mua á, thì cái người bán hàng ấy, thường thường làm một chế độ mà giống nhau hết mà. Đây chế độ số 2 nhá. Đây chế độ số 2 này thì nó báo luôn là model 2 đây này. Đây này các bác nhìn này. Đây là model 2. Và trên cái mặt của chiếc vang số nó cũng đang là chế độ 2 nhá. 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 7 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
2 3 5 6 9 1 2 6 9 1 2 6 10 10 10 2 3 5 6 9 Chất mic nó ngục như này ấy, làm sao mà dùng được. Ở đây chế độ số 3 này. Đây là chế độ số 3 nhé. Chế độ số 3 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Không dùng được đâu, với một cái đôi loa BK nó nhiều bát. T3 cũng không phải dư bát đâu. T3 là một chất là một cái dòng vang số mới chất độ sáng. Sáng cả nhạc cả mic, nhưng mà cũng dễ dùng cho cái dòng loa mà nó không sáng đâu mà. Thế nhưng căn chỉnh thôi. Đây là chế độ mà em làm này. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 4 4 7 7 7 2 3 5 6 1 1 2 6 4 4 7 7 2 3 5 6 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 7 10 2 3 5 6 1 1 2 Thì em mới sơ sơ thôi, bởi vì chú em ở Thái Bình này là dùng cho loa BK. Thế còn chú em làm dịch vụ ấy thì lại sử dụng cho cái hệ thống âm thanh loa full. Thì ngày mai em sẽ căn chỉnh cho nó phù hợp. Còn bây giờ gọi là test sơ sơ thôi. Sơ sơ thôi. Và với chất âm của chiếc vang số siêu T3 Thái Bình này thì như này làm sao dùng được. 1 1 1 2 1 1 2. Các bác thấy là cái effect nó không sạch rồi. Cái effect nó không sạch ấy là do chúng ta làm cái cho dì vọt, rồi nhiều cái mục nâng cao nữa. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 4 7 10 2 3 5 6 1 2 6. Đối với những người hát hay ấy thì có lẽ rằng là dễ dùng, nhưng mà người hát không hay ấy thì khó dùng rồi. Để các bác sẽ thấy là như thế này. Cái đầu ra vẫn là 100% này. Đây là chiếc vang số của chú em Thái Bình nhá. Đầu ra vẫn là để theo mặc định thôi, 100%. Cái limit compressor không dùng. Pha tuner đây, chế độ nâng cao đây, rồi cái tỷ lệ cho dì vọt đây. Đây là chiếc vang số chị em Thái Bình. Thì làm một chiếc vang số ấy, thì nó rất nhiều phần nhiều mục, cho nên cái việc mà rát hơn ấy là rát hơn ở nhiều chỗ, nhiều mục nhiều chỗ. Và để cho các anh em hài lòng ý ấy, thì cái chuyện mà rát hơn 100-200 nó là rất là đương nhiên thôi. Chứ còn các anh em mua, các anh trước đây thì không nói, các anh em trước đây chưa biết em thì không nói, nhưng có rất nhiều các anh em ấy là biết rồi, nhưng mà có khi lại còn tính toán là chỗ này hơn chỗ kia 200-300. Nhưng mà liệu các bác anh em mua về có dùng được không? Liệu có dùng được không? Thì đây nó là cái minh chứng cho các bác anh em ấy, là cái vấn đề mà mua ở đâu, mua chỗ nào để cài đặt được cái chất âm mà nó khá hay cho các bác anh em. Bảo là nó toàn diện thì nó khó. Thế nhưng mà nó đạt được 7-8% là tốt lắm rồi. Tốt lắm rồi. Đây là chiếc DBS690 Pro này, của cái bác ở Hà Nội này. Thợ đến nhà làm còn không được mà. Cho nên là nó đòi hỏi kinh nghiệm, thẩm âm cũng như làm kỹ, làm nhiều phần nhiều mục thì mới có chiếc vang số 2. Thì buổi tối hôm nay thì em cũng test sơ sơ hai chiếc vang số siêu T3 để có thể là các bác anh em gửi vang số cho em có thể nghe được chất âm giữa cái việc mà em làm sơ sơ và cái cấu hình cũ như thế nào.